Trong những ngày qua tại Lào Cai, mưa lũ đã làm sạt lở hư hỏng nhiều tuyến đường ở địa phương, gây ách tắc giao thông cục bộ ở nhiều nơi. Đặc biệt tại km 227-300 quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Giang Khâu, huyện Mường Khương đã xảy ra sạt lở Ta Luy Dương. Điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 6.000m khối gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành chức năng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng cắm các biển cảnh báo, khuyến cáo người dân không nên đi qua vị trí sạt lở do vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dù đã hết mưa nhưng việc khắc phục sạt lở vẫn chưa thể triển khai do hiện trường phức tạp. Vị trí sạt lở có độ dốc cao, nền đất yếu, nhiều tảng đá lớn có nguy cơ tiếp tục sạt xuống. Hiện tại ngành chức năng đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phương án nổ mìn phá đá. Tuy nhiên đây là địa bàn biên giới, phương án này cần phải được tính toán kỹ. Sự kiến khi phương án được thông qua, trong một ngày sẽ khắc phục xong điểm sạt lở giúp người dân đi lại thuận lợi và an toàn hơn